Alo, xin chào quý anh em các bạn. Hôm nay rất vui được review gửi anh em các bạn một chiếc cano tàu câu động cơ diesel, chuẩn bị bàn giao cho anh em khách hàng. Đây là một chiếc RF 23 đã được review và chuẩn bị bàn giao cho khách. Trưa rất là nắng anh em, rất là nắng. Ok. Anh em cần mẫu tàu câu cano máy xăng hoặc động cơ diesel cứ alo hotline 0903070753 để hỗ trợ chia sẻ với các bạn nha. Rất đẹp ha. Form này cũng rất là đơn giản và ưa chuộng của anh em hàng tầm trung giới trẻ để phục vụ giải trí cho anh em các bạn. Em này xài động cơ 80 mã lực và đuôi jet có bồn nghỉ, vô lăng và hai ghế ở hàng ghế tài công và băng ghế sau. Về cơ bản em này thì chiều dài khoảng 6,5 mét các bạn, chiều ngang khoảng 2,3 mét. Thì em này sức tải khoảng là 8 người các bạn nha, em có thể chở được nhiều hơn. Thì đó là cái giới hạn đăng kiểm của tàu. Ok, bây giờ em đã vững trên cái đuôi xe chuẩn bị khởi bánh các bạn. Bây giờ mình kết thúc video nha. Anh em có nhu cầu mua động cơ diesel hoặc cano tàu câu, xem hotline giúp mình 0903070753 để hỗ trợ anh em các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.